Hello cả nhà nhé, tiếp tục lên sóng cho em dòng sản phẩm cây liễu lóng lạnh hàng Nhật bãi, điện áp 100V và công suất tiêu thụ là tầm 500W, chế độ nóng em nhé. Còn chế độ lạnh thì tầm hơn 100W một chút. Do mai thì mình cũng lên sóng rất nhiều ở video trước rồi, nó về theo đợt từng lô, thì có những lô nó về dòng phim cơ ấy, và vòng này dòng là vòng phim VIP, đi phấm điện tử và là sử dụng dành cho gia đình, hoặc văn phòng, xí nghiệp đều rất ok. Dạng mình úp các bạn nhé, úp một cái bình ở đây. Trên này là phím cảm ứng này, lạnh này. Các bạn muốn nóng phải bấm phím này mở khóa và phím này mới ra nóng được anh em nhé. Trên phía trước thì hiện đây là phần hiển thị độ lạnh này và độ nóng này. Anh em thiết lập được cái độ lạnh từ 8, 10, 15 độ C. Thế còn độ nóng thì tầm 70, 80, 90 độ C anh em nhé. Phím đường nước một đường, tức là bạn bấm phím nào thì động nó sẽ có một cái motor nó đẩy nước nóng lạnh này tùy theo anh em nhé. Hình thức thì đẹp khoảng tầm 80%. Đấy, có anh con thì xuất sắc một chút, có anh con thì không xuất sắc. Thì có ba cái tông màu cơ bản, màu hồng này, màu đen này, và màu trắng kẻ cái kia anh em nhé. Thì lô này về thì được hơn chục con, thì đang vệ sinh xong là lên video luôn cho các bác. Thì anh em nào có nhu cầu thì alo cho bên mình các bạn nhé. Ra ngoài chạy siêu êm, các bạn đảm bảo không nghe một tiếng lốc chạy nào, còn êm hơn rất nhiều so với dòng tủ lạnh các bạn nhé, cực kỳ êm luôn. Đấy, tiện lợi cho anh em sử dụng gia đình. Thì anh em nên sử dụng cái đầu nguồn có cao một chút, tầm 1000W trở lên thì ok các bạn nhé. Đấy, anh em để trang trí sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau đều được, phòng ngủ, phòng khách, phòng làm việc, các cái xí nghiệp hay khách sạn đều rất là ok các bạn nhé. Đấy, giới thiệu lại luôn cho em, anh em cần alo cho mình qua số điện thoại 0979665264. Shop mình ở phòng anh em nhé. Anh em nào ok thì chỉ khoản cọc là mình sẽ thanh toán lại cho bên shipper qua đường bưu điện gửi tận nhà, hoặc gửi theo đường xe đều được, tùy anh em lựa chọn các bạn nhé. Ok, xin phép mà chào anh em ở những video sau.